Suy giảm nội tiết tố là gì và làm sao để chúng ta có thể điều trị được cái vấn đề gọi là suy giảm nội tiết tố? Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp mọi cái thắc mắc này cho bạn nhé. Hello, xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan, số điện thoại của mình là 0985 328 298. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp là inbox Zalo, Facebook cho mình. Như các chị em biết là cái vấn đề nội tiết của chị em nó rất là quan trọng đúng không ạ? Và cái nội tiết của chị em, nội tiết tố của chị em nó chính là được sản sinh ra từ buồng trứng, nó là sản sinh ra cái chất gọi là estrogen. Estrogen nó có một cái vai trò rất là quan trọng đối với chị em. Đấy, cơ thể chúng ta nó có được khỏe mạnh, da dẻ nó có đẹp hay không? Đấy, tóc tai nó có được mượt bóng hay không? Đó, sinh lý nó có được tốt hay không phụ thuộc vào cái phần estrogen rất là lớn. Và cái estrogen này các bạn thấy là khi mà cái buồng trứng của chúng ta nó hoạt động tốt rồi thì cái estrogen nó sẽ được sản sinh đều ra và nó sẽ hỗ trợ về sức khỏe, về sắc đẹp cho các chị em. Tuy nhiên thì nếu mà có một cái vấn đề gì đấy mà nó làm cho ảnh hưởng đến cái lượng estrogen thì nó từ đó mà nó cũng làm cho chúng ta cơ thể bị suy giảm. Đó chính là suy giảm nội tiết tố nha mọi người. Đó. Thì estrogen này thì các bạn thấy là đối với những bạn mà ví dụ như là chúng ta thấy là sau sinh hoặc là đến độ tuổi mà 40 đấy thì hoặc là sau 40, ngoài 40 các bạn thấy là cái tình trạng suy giảm nội tiết tố nó thể hiện rất là cụ thể rõ ràng. Ví dụ như tóc tai chúng ta bị rụng, sinh lý bị suy giảm đi đấy, hay bị đau bụng hay là nóng trong bốc hỏa đó, cơ thể nó bị mệt mỏi suy nhược đó, rất là nhiều vấn đề khi mà chúng ta bị suy giảm nội tiết tố. Và làm sao để điều trị được cái vấn đề suy giảm nội tiết tố thì hiện nay thì các bạn thấy là có rất là nhiều những sản phẩm để mà bổ sung, để mà giúp cho chúng ta tăng cường nội tiết tố lên đúng không ạ? Tuy nhiên thì các bạn, chị em là không biết là sử dụng loại nào thì trong video ngày hôm nay thì mình muốn giới thiệu cho các chị em cái sản phẩm sâm tố nữ collagen của tập đoàn Coinostar. Và có thể nói là đây là một trong loại mà nó có thể giúp cho chị em điều hòa nội tiết rất là tốt đó, và nó giúp cho chị em là cải thiện cái vấn đề về lượng estrogen trong cơ thể, giúp cho chúng ta là sản sinh ra tốt hơn. Bởi vì sao ạ? Cái buồng trứng của chúng ta khi mà nó có vấn đề thì nó cũng làm cho ảnh hưởng đến cái lượng estrogen trong cơ thể nha mọi người. Đó. Thì cái lượng estrogen thì các bạn thấy là khi mà chúng ta thấy là nó bị giảm quá mức thì các bạn thấy là không còn ham muốn gì nữa này, hay bị khô hạn này, rồi kinh nguyệt nó hay không đều này, đau bụng kinh này, tóc tai bị rụng, bốc hỏa nóng trong rất là nhiều đúng không ạ? Đó, quá là nhiều luôn, hay là xương khớp bị mệt, bị xương khớp gọi là bị đau nhức xương khớp đấy ạ, nó rất là nhiều luôn. Và nhiều cái vấn đề này mà nhiều chị em là sử dụng rất là nhiều đến những cái sản phẩm khác. Tuy nhiên thì có rất là nhiều sản phẩm nó không mang lại hiệu quả cao. Thì cái sản phẩm mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn đó là sản phẩm sâm tố nữ collagen của tập đoàn Coinostar, là một trong những sản phẩm mà giúp cho chị em tăng cường nội tiết tố, điều hòa nội tiết rất là ok, rất là nhanh, hiệu quả cao. Và nếu mà chị em mà đang bị cái vấn đề về nội tiết bị suy giảm như vậy, các chị em chỉ cần sử dụng cho mình một liệu trình 3 hộp sâm tố nữ như vậy là các bạn sẽ thấy là hiệu quả thay đổi rõ rệt, và các chị em sẽ cảm nhận được ngay từ bên trong luôn nha mọi người. Đó. À, từ cái nội tiết nó bị suy giảm mà các chị em thấy là cái vấn đề ví dụ như về da khô hơn đấy, nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn, hay là các bạn thấy là bị nám tàn nhang nhiều hơn, hay là bị mụn nhiều hơn, đó cũng là do những cái cơ thể bị suy giảm. Thì cái này chúng ta vừa kết hợp với ăn uống, vừa kết hợp với ngủ nghỉ khoa học đó, các bạn thấy là đừng có nên gọi là ăn uống những cái đồ cay, đồ nóng, đồ kích thích, rượu bia nó cũng hạn chế cái lượng estrogen của da, hay là khi mà chúng ta ngủ quá muộn đó. Đó, nói chung là có một cái vấn đề gì đấy thì các bạn nhớ là chúng ta nên phải xem lại nhá. Đấy, cái lý do là các bạn thấy là rất là nhiều, ví dụ như chúng ta là tuyến yên nó hoạt động thấp hoặc là suy buồng trứng thì nó cũng làm cho chúng ta là những cái tình trạng là cái lượng estrogen nó bị thay đổi rất là nặng. Vậy là trong cái sản phẩm sâm tố nữ thì nó có những thành phần ra sao? Thì đối với cái sản phẩm sâm tố nữ này thì bạn sẽ thấy là nó được chiết xuất từ hoạt chất inso và lavong, đấy, chiết xuất từ mầm đậu nành, là các bạn sẽ thấy là 200 mg đối với mẫu cũ và mẫu mới là 300 mg. Đấy, cái hoạt chất inso và lavong này nó có tác dụng đó là nó hỗ trợ về da dẻ, về nội tiết tố cho chúng ta luôn. Đấy, tiếp tục là các bạn sẽ thấy là xuyên khung sinh địa, đương quy, bạch thược, hoa đào, nhân bí đao, đấy, arginine đó, rồi chiết xuất từ sâm tố nữ, chiết xuất từ củ mài đắng, collagen, vitamin E, sữa ong chúa,
chiết xuất từ lô hội, nó rất là nhiều những thành phần, nó sẽ giúp cho chúng ta là bổ sung vitamin E này, insulin hỗ trợ cải thiện các triệu chứng suy giảm nội tiết tố ở nữ giới, giúp giảm lão hóa, giúp giảm nám, giảm da, giúp làm da mịn hơn, đấy, sinh lý tốt hơn. Đó, từ đó mà các bạn sẽ cải thiện được rất là nhiều các cái vấn đề do thiếu hụt nội tiết tố. Đó, và nếu mà còn thắc mắc cho cái sản phẩm sâm tú collagen, các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại là Nguyễn Loan 0985 328298. Mình sẽ tư vấn cụ thể cho mọi người nhé. Ok, xin chào cả nhà.